Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người công việc đó là thu hoạch củ cải. Ngày hôm nay thì đi khá là xa, mình phải đi từ dậy từ 4 rưỡi sáng, 5 rưỡi thì xe đến đón và bây giờ là 7 giờ thì đến nơi thu hoạch củ cải. Đây là bạt thu hoạch củ cải. Đằng sau là những cái nơi để họ trồng củ cải để thu hoạch. Xe kia là xe để mọi người để nhà chủ họ rước công nhân. Hôm nay thì trời khá là mát, có mây đằng sau khá là đẹp. Đây là bàn chân 7 ngón, 2, 4, 6, 7. Có cái củ cải này mà nhìn đẹp hay. Chứ để làm cái niệm thôi, chứ dạ. Để ăn. Tụi này chỉ để ngắm thôi chú ạ. Nhìn chân đẹp ha. Cái này đem rửa để bàn cho làm cảnh được ấy ạ. Ơi khổ quá, đau. Cuộc đời những niềm đau. Ôm bển làm cũng không có nổi gì. Bên đây qua đây, tới chỉ sang đó làm nông luôn rồi. Qua bên này làm cũng khổ hơn bên Việt Nam nhiều. Bây giờ đợi xe là 6 giờ 10 phút đợi xe đến đón. Không biết là xe nào. Ôi giời ơi, cuộc đời nghèo đói thì vậy chứ. Bây giờ là mình đang ở trên xe buýt. Đây là ông tài xế người Hàn. Ông đến là đón mọi người, đây là một cả xe. Xe buýt này rất 24 chỗ, toàn người Việt Nam. Người Việt Nam đi làm thì rất là đông. Ui, lên núi, mình đi lên núi như thế này, cái đường của nó gập ghềnh mà không khác gì leo lên núi ở trên Việt Nam đâu các bạn ạ. Sỏi đá gập ghềnh, xe nắc liên tục. Lần thứ nhất thì là người môi giới Việt Nam sẽ dùng cái xe 24 chỗ đó gom hết người Việt Nam vào một xe, sau đó họ đi được khoảng 30 phút thì họ sẽ gặp một cái xe như thế này, gọi là trung chuyển sang một cái xe để đưa đến những cái khu chuyên biệt khác nhau. Ví dụ như có người thì đưa đi thu hoạch khoai tây, có người thì đưa đi thu hoạch củ cải. Đó, đưa thành phân ra. Và cái xe này thì lại có cả người Thái Lan nữa. Và đây là chị hôm nay đi làm cùng mình. Trời ơi, nhìn bên cảnh bên dưới rất là đẹp đúng không ạ? Hôm nay trời rất là mát, nhìn thì có vẻ rất là ok, không biết là đến buổi trưa thì nó có nắng hay không. Đi làm một buổi củ cải như thế này thì con gái được 75.000 won, tương đương với khoảng 1 triệu rưỡi tiền Việt, và con trai được 85.000 won, tương đương với khoảng 1.700.000 tiền Việt. Và ở đây thì có rất là đông các cô các chú. Khi làm nông này thì thường gặp khá là nhiều, có cả người Việt Nam, người Thái Lan, trước khi đi làm người Trung Quốc, và cũng có rất là nhiều người Hàn Quốc nữa. Kéo lên. Người Hàn Quốc thì đa số là các cô các bác nhiều tuổi. ok. Đấy, đi làm là phải trang bị có cái ghế gắn nó đít như thế cho nó tiện lợi và thoải mái. Bây giờ là mình đang thu hoạch củ cải. Phụ nữ thì vặt lá đi như thế này. Phụ nữ hay các bà cô thì đi vặt lá. Đấy. Vặt lá cho sạch đi. Nhìn vậy thôi, đó là củ cải như thế này lâu thì lâu là đau tay lắm. Con trai và những người khác bắt đầu đi lượm những củ đẹp cho vào trong cái ba lô to kia. Tí nữa họ sẽ cho cái cần cẩu kia đến và cẩu đi. Hôm nay rất may là trời không có nắng. Hiện tại bây giờ thì chưa nắng thôi chứ không biết chốc nữa có nắng hay không. Chút nữa mưa nha. Có củ cải nào mà nó mà thối thì thối inh hết cả mũi lên. Bali he. Bài đi ở tham gia tôi đã chủ quay ai. Mọi người đang làm việc với tinh thần rất là vui vẻ tại vì thời tiết rất là đẹp. Chị này là lần đầu trải nghiệm đi kiếm tiền cho nên cảm thấy rất là vui, tinh thần rất là cao và thú vị.
rất là nhanh. Chai Asmita. Hai tinh hạt gì? Củ cải này nó nặng cứ khoảng 3 cân đến 5 cân một củ. Trời ơi, to vật vã. Nhưng mà mỗi lần mình cầm cái củ đấy lên mà mình muốn cái củ nó lội cổ mình xuống đất vậy. Đây là củ cải. Củ cải Hàn Quốc. Một củ. Hôm mình đi làm này thì còn gặp được mấy anh em du học sinh. Và du học sinh sang bên này vào những ngày cuối tuần ấy, họ cũng đi làm nông và kiếm thêm tiền. Tóm lại là rất là chăm chỉ kiếm tiền. Một tẹo nữa thì ông chủ cũng sẽ phát cho mình một chiếc dao và mình sẽ dùng dao để cắt lá chứ không phải dùng tay vặn mãi như thế này. Ôi, vặn một lúc mà đau hết cả tay. Trời ơi. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao lúc gần 9 giờ. Bây giờ đã cắt xong hết lá. Wow. Thật sự khát rất là mệt. Trời hôm nay đẹp vậy mà vẫn mệt đau lưng. Cúi cắt cho nên là rất là đau lưng. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao buổi sáng. Mỗi người được ăn một gói mì tôm. Nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Bà này thì đang nhớ chồng. Wow. Chị ấy thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nông. Bây giờ chị ở miền Nam 22 độ C. Và hôm nay đi làm thì rất là mệt. Không biết tí về thì có ăn vạ chồng hay không. Bây giờ đang leo lên trên núi để nhổ củ cải. Ôi giời ơi, leo mệt ơi là mệt. Đây là gọi là đi tập gym. Trước tiên là thấy mệt trước rồi đó. Leo lên đến nơi là đã hết hơi rồi. Mọi người, củ cải trắng nhấp nha nhấp nhô. Đó, bây giờ mình lên trên thế núi để lên đây thì hết cả hơi rồi, rất là cao, phải leo lên bên trên. Và leo lên trên này thì bây giờ mình phải đi nhổ củ cải. Xuống là chỉ có lăn thôi, không cần đi. Tại vì họ thiếu người cho nên là mình cũng phải nhổ củ cải ném vào bao. Nặng lắm. Các bạn có thể thấy cái anh đỏ đỏ đấy không ạ? Đấy là anh du học sinh của Việt Nam đó. Trời ơi, làm rất là giỏi. Nhiều người làm thực sự rất là giỏi đi. Khỏe nữa, bê cho củ cải vất ầm ầm đi. Trời ơi. Mình đúng là thấy họ làm mà mình cũng khâm phục luôn. Và bây giờ mình đang đi sang cái bạt củ cải khác đây. Phải leo giống như là đi tìm đường lên đỉnh Olympia ấy các bạn ạ. Ông chủ còn đi lấy dao thật lấy mở đường. Sa Tăng đang anh đi mở đường. Đường cô gái mở đường đi. Cô gái mở đường rất là to. Cô gái này thì hơi mỡ một tí. Đây bây giờ phải đi theo cái đường này lên trên bạt đây. Xem cái bạt củ cải này như thế nào nào. Trời ơi. Wow. Thỉnh kinh, thỉnh đó. Kinh. Đó. Trời ơi, wow, to đây chưa? Đây là nơi thỉnh kinh. Bạt củ cải, nhìn thấy củ cải xanh mướt. Nhìn những cái cây củ cải đẹp chưa? Củ cải họ trồng thành những cái bạt như thế này đấy. Ở bên này thì cái lá củ đây cải họ đem về họ muối dưa. Sau đó là họ làm dưa đến. Để nấu canh rất là ngon. Và cái ngày hôm nay mình đi làm thì mình mang theo cái bao. Mình mang đi hẳn một cái bao luôn các bạn ạ. Mình mang cả củ cải này. Củ cải thì có nhiều củ họ bỏ đi ấy. Họ không lấy những củ bị nhỏ một chút chẳng hạn, không bị hỏng, không bị gì đâu, rất là ngon. Thì mình lấy củ đấy về nấu ăn. Hoặc là mình nhặt một ít lá mang về để muối dưa. Còn đây là cái xe cẩu. Bây giờ họ đi họ cẩu củ cải gọn vào đây. Họ tập kết ở một chỗ như thế này. Hôm đấy mình đang làm thì khoảng 1 giờ là trời đã mưa rồi, mưa rất là to. Vì vậy là mình sẽ mặc áo mưa vào để làm việc. Đó, đi làm nông thì sẽ gặp những cái trường hợp thời tiết thay đổi như thế thì các bạn vẫn phải làm việc và ứng phó với cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên thì hôm nay làm việc trời mưa cho nên ông chủ cũng lo bạn bị ốm rồi là họ sẽ cho nghỉ sớm. Mình đi làm bình thường thì đến 5 giờ mới kết thúc cơ. Tuy nhiên thì 2 giờ họ đã cho nghỉ rồi. Và số tiền thì họ vẫn trả cho bạn một ngày bao nhiêu tiền đó thì bạn vẫn trả như thế. Vậy là bạn lợi hơn một chút. Hôm nay thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái công việc đó là nhổ củ cải ở Hàn Quốc làm nông. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh.